Mới đây tại Hà Nội, Cục Xuất nhập khẩu Bộ Công Thương và Báo Công Thương đã phối hợp tổ chức hội thảo tăng trưởng bền vững xuất khẩu sản phẩm công nghiệp. Phát biểu khai mạc hội thảo, Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh cho biết, hội thảo tăng trưởng bền vững xuất khẩu sản phẩm công nghiệp là dịp để các đại biểu thảo luận, đề xuất giải pháp tăng trưởng bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh của các sản phẩm công nghiệp xuất khẩu, tận dụng lợi thế từ các hiệp định thương mại tự do FTA, hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP để đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm công nghiệp, tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, phát huy tích cực lòng yêu nước, ý thức tự hào, tự tôn dân tộc, tinh thần đoàn kết chung sức, chung lòng của cộng đồng doanh nghiệp trước những khó khăn thách thức, góp phần huy động nội lực để thực hiện mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội và tăng trưởng bền vững của đất nước, đưa đất nước lên vị thế mới trong sân chơi toàn cầu.